bạn, hôm nay mình sẽ nấu cháo sườn bằng nồi áp suất. Thì đây là sườn đã ngâm nước lạnh và cho ít muối vào đây. Mình sẽ xào qua lên bằng nồi áp suất. Hiện tại mình đang để chế độ là sa tế nhé. Khi nào mà mình xào cho nó hơi vàng vàng, giống như là trái cạnh, sau đó mình sẽ cho ít rau củ vào đây và gạo vào đây, mình xào qua lên. Sau đó mình sẽ cho nước vào, sau đó mình sẽ bật nấu cháo. Nấu cháo thì 20 phút thôi. Nấu cháo thì nó là chế độ porridge này. Porridge như là cháo đấy. Cháo là chè. Porridge. Các bạn có nghe thấy tiếng xèo 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 không? Bây giờ mình sẽ cho những rau củ mình đã thái hạt điều ấy, mình cho vào những phần này cháo. Và bây giờ mình sẽ cho gạo một cup gạo vào đây. Mình đã cho tất cả các nguyên vật liệu để nấu cháo vào đây rồi. Còn hành thì khi nào cháo chín mình sẽ phi ít hành khô và cho vào cháo đảo lên. Gạo này, sườn này, rau củ này. Đấy. Cho vào đây rồi. Cháo của mình đã được vào đây các bạn ơi. Đây là cháo sườn và rau củ này. Sườn còn nguyên miếng luôn. Không nát thế nào cả. Mình cho ít hành khô. Thử giống mình xem cho các bạn ngon miệng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.